veo dịch dùng ở nhà để làm gì? Ở nhà tập thể dục thể thao cho nó khỏe người. Xin mời các bạn đến cả Trung Bình Mô Tô để nâng cao sức khỏe. À, chúng ta sẽ bắt đầu bài tập với cả GS4250. GS A, xin mời bắt đầu. Bài tập thứ nhất: dựng xe lên, hạ xuống 10 lần. Mời các bạn. GSA 1250 trọng lượng ướt là 266 kg. Thay vì cái việc chúng ta nâng tạ thì hôm nay tôi sẽ chơi cái bài là nâng xe 10 phát. Bài số 2 nhé các bạn, xin mời. 266 kg nha anh em. Bây giờ tôi sẽ squat. Năm phát squat đứng nha. 1 2 3 4 5 Rồi, xong bài lành nha, 30 giây nha. Covid
giữ sức khỏe, để sau khi kết thúc dịch chúng ta sẽ lại cùng nhau trên những chặng đường dài cùng với những chiếc GSA. Xin chào và hẹn gặp lại anh em sau dịch. Xin chào.